các bạn ơi, hôm nay mình để ý con cái cầu của cái lồng ép mọc trào màu này các bạn ạ. Là nó hình vuông, con chim của mình chân nó đau nhá. Bây giờ mình phải tháo này ra, mình vót thành hình tròn các bạn nhé. Đó, mình đã dồn tạm sang đây rồi các bạn ạ. Đó, bây giờ mình hôm nay trời mưa rất là to. Mình ở nhà mình sẽ nạp clip để sửa sang cái lồng này để cho nó vót cho nó tròn và để cho nó ấy nhé các bạn nhé. Để cho chim nó đậu cho nó dễ dàng các bạn nhé. Tạm thời bây giờ mình đang dồn sang bên này. Chim của mình thì trời mưa nó hơi rù, nó hơi yếu một tí các bạn ạ. Không biết thả sang lồng này con chim này nó có đánh không, nhưng mà mình nghĩ là nó không đánh đâu. Mình các bạn cùng mình đi sửa lồng các bạn nhé. Đó, lồng vuông đậu hình như chân là hơi đau các bạn ạ. Ok các bạn. Đó các bạn ơi, mình vừa vót tròn xong thì chúng đã dám đậu lên nhé. Đó. Chúng đã đậu lên rồi, tại vì trước là mình để vuông ấy, nên chim của mình nó không dám đậu lên các bạn ạ. Đó, đây là một con chim trống của mình nhưng mà có vẻ hơi yếu yếu các bạn nhé. Không biết là thiếu cái gì mà có vẻ là hơi yếu yếu. Đó. Đó, chúng rất là lười đậu cầu các bạn nhé. Hay là chân yếu. Đó. Đó. Chim mà không đậu cầu thì hơi vô lý các bạn nhỉ. Mình sẽ đi kiếm cái thứ con sâu.